Mình cần một bạn gầy, thật gầy càng tốt, đi theo mình quay video các bạn ạ. Công việc chính chỉ cần ăn những món mình làm thôi, chứ mình chịu hết nổi rồi. Từ hồi làm TikTok đến giờ tăng cân vù vù luôn, làm nhanh hơn đi đến nơi rồi. Ngày nào cũng bánh, hết bông lan gà cay, hôm nay lại bông lan cuộn kem, thứ gì chịu cho nổi. Bánh bông lan hôm nay mình làm theo công thức đơn giản nhất, không cần tách lòng trắng trứng, không cần bột nở. Tất cả các công đoạn các bạn xem video nhé. Nguyên liệu cực kỳ đơn giản mà nhà nào cũng có. Bột làm bánh thì chỉ cần bột mì đa dụng thôi. Với công thức bánh này, mình đánh bông 2 quả trứng gà, 1 thìa nhỏ bột mì, trộn đều lên và nướng. Nhà bạn nào không có lò nướng thì có thể hấp hoặc là nướng bằng nồi cơm điện nhé. Phần kem mình dùng sữa tươi và bột bắp nha. Đây là công thức bất bại mà bất kỳ bạn nào cũng có thể làm thành công. Thử làm nhá, ngon lắm luôn ấy. À, bạn nào gầy thì đi theo mình nha.